Chào mọi người nha. Hôm nay là mình đi đặt bẫy chồn nha mọi người. Nói chung là mình quen đi rừng mọi người. Bữa nay là anh em mình là thu hết bẫy chồn về rồi ấy, nên là cứ vấn đề bẫy heo thôi. Cứ một tuần thì anh em mình mới đi lên núi để mà thăm bẫy heo mọi người. Hôm nay là nói chung là nó cũng không mưa buổi chiều á. Mình đến đây đánh nên là mình đi đặt bẫy chồn nha mọi người. Mình đặt khu này là khu mà cái khu này là cái khu mà hồi trước là mình có đặt bẫy dính con thỏ rừng nha mọi người. Nói chung khu này thỏ rừng vẫn rất là nhiều nha mọi người. Nó ở trong mấy cái lô cà phê này. Mình đi thì vẫn thấy dấu chân của nó với lại phần của nó mọi người, thì vẫn thường hay gặp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên kia để mà đi kiếm thử là có phần của nó hay là dấu chân của nó nha mọi người. Mấy con chuột mướp thì cũng lâu lâu cũng hay gặp cái phần của nó mọi người. Giờ mình cứ đi kiếm thử thôi. Thấy là mình sẽ đặt nha mọi người. Còn không thấy thì mình cũng sẽ đặt hết mấy cái đường mòn luôn để sáng mai mình đi thăm nha mọi người. Giờ mình đặt chỗ này một cái nha mọi người. Đây này. Phía bên này là bụi nha mọi người, cái bụi. Còn bên này là lô cà phê. Mình bày giữa bụi và cà phê mọi người. Giờ mấy con chồn hay mấy con thỏ rừng hay đi dọc đây mọi người. Ở cái khu này là buổi trước mà lúc mà mùa khô mọi người, mình phát hiện khu này là rất nhiều là phân của con chuột mướp mọi người. Mình có đặt chỗ này là khoảng 5 cái mọi người. Mình đặt đặt đây này, đây một cái này, đây một cái này, ở kia một cái trên kia nữa. Kiểu như là mình đặt hết cho nó dày luôn, lỡ mà nó có đi qua khu này là nó sẽ dính bẫy mọi người. Chứ mình mà đặt thưa quá là nó sẽ bước qua được mọi người. Đấy, chỗ này là một cái bẫy này. Đấy, chỗ này có một cái này. Rồi tiếp tục chỗ kia nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ra hướng này để mình đặt hết nha mọi người. Khu này là cũng có thỏ rừng mọi người. Nhưng mà mình chưa thấy phần của nó, không biết là nó nằm ở khu nào rồi. Thì mình sẽ đi kiếm, tiếp tục đi kiếm rồi đi đặt hết nha mọi người. Mình đã vừa đặt xong hết rồi mọi người ơi. Giờ mình về nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào sáng mai mình cũng đi thăm bẫy nha. Chào buổi sáng nha cả nhà. Giờ là mình bắt đầu đi thăm bẫy nha mọi người. Tối qua thì nó mưa cả đêm mọi người. Mưa từ 9-10 giờ ấy, mưa tới sáng luôn. Đất vẫn còn rất là ướt này. Giờ mình đã vừa mới tới nơi rồi. Giờ mình bắt đầu đi thăm nha mọi người. Ngày cái con sóc, con sóc, sóc 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 đấy. Sóc chạy. Ngay cái đường ngoan phía trước là mình có đặt một cái nha mọi người. Chà mèo kìa. Sáng sớm cho mèo nó ra mọi người. Đủ chỗ kia có con chim, có con chim cút kìa. Nó ở dưới chỗ đó mọi người. Chim cút mọi người. Rồi đây đây, nó ở trong cái bụi đó mọi người. Con chim cút ạ. Đó mà mai mốt ra lấy bật nhạc lên. Ví dụ nó ra đi săn nó cũng được ạ. Tối mưa to quá mà biết là mấy con chồn
chuột sóc thì nó ra không nữa. Ủa, cái bẫy này thì không dính đâu mọi người ơi. Đây, vẫn còn nguyên luôn. Cái bẫy này là chân người lớn mình dẫm vào là khó dính lắm, sẽ chân con nít thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cỡ cái này và tiếp tục đi nha mọi người. À, cái nào dính thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi mọi người ơi, cái bẫy này thì dính đuôi ta, dính con mèo nữa chứ. Nhiều nhìn từ xa rung cây cà phê á, mình cứ tưởng là những con chồn chứ. Khu này mà mèn cũng ra nó đi luôn mọi người ơi. Đây này, chú trời. Con mèo như mèo mèo như. Vậy là bầy thứ hai đấy mọi người, bầy thứ hai là dính nha, con này luôn ạ. Con này không biết là làm gì với nó đây, đang còn nhỏ quá hay sao ạ, tầm hơn 2 cân thôi. Con này nói chung là nó cũng đẹp mọi người, lông lông đằng sau nó là màu vàng vàng ạ. Vàng rồi xám này nọ, phải màu vàng mà kiểu màu nâu nâu gì đấy. À, phía trước đây là mình hôm qua là mình có đặt 4-5 cái ở một hàng luôn mọi người, cái mình quay ngày hôm qua mọi người. Như chỗ này là nó hay có phân của mấy con chuột mướp mọi người. À, mình nếu mà con chuột mướp nó có quay về thì mình đặt dày thì nó khó thoát hơn, chứ mình đặt một cái hai cái thôi là nó có thể bước qua được. Rồi mọi người ơi, cái bầy này bị lôi đi rồi này. Để mọi người đủ bị lôi đi rồi. Wow, dính con gì này đây, đủ đây. À, mình thăm thì cũng gần hết rồi mọi người ơi. Hôm nay thì cứ ngỡ là được chồn rồi thỏ rừng nhé. Hãy về toàn là hai con mèo mọi người ơi. Chỗ này có cái bẫy mình này. Chỗ này là không dính rồi này. Đợt trước là mình được một con thỏ ở khu này mọi người, một con thỏ. Mà đợt này mình đi thì cái phần của nó với lại dấu chân của nó cũng không thấy mọi người, cũng không biết là nó đi vào hướng nào nữa. Do bữa nay là trong lùm cà phê là người dân họ làm cỏ mọi người, họ làm cỏ họ cầm máy đi ấy, nên là nó chắc là nó nghe tiếng máy, chắc nó đi ra khu nào mọi người, chắc nó sợ tiếng máy mọi người. Mày thấy cái bẫy dính mà bật nó kéo đi là mừng ghê luôn, nó tưởng nó chồn mướp hay là thỏ rừng gì đấy nhá. Đây còn một cái cuối cùng như kia. À, rồi nha mọi người, mình cũng đã thăm bẫy xong hết rồi. Đây, kết quả của mình đây. À, được 2 con tiểu hổ nha. Mình đã thu bẫy xong hết rồi. À, khu này nói chung là lúc trước thì cũng có thỏ mọi người. Nhưng mà hôm nay thì mình đi hôm qua mình kiếm ấy, dấu vết của nó với lại phân nó không thấy.
mình nghĩ là do mấy người làm cỏ ở đây này, họ cầm máy máy phát cỏ, xong rồi chắc nó sợ nó đi ra cái khu nào mọi người. Nói chung là cái con này thì mình cũng không biết làm gì với nó, chắc giờ là mình sẽ thả thôi nha mọi người. Cái con này thì nói chung ăn nó thì nó cũng mới nhỏ thôi, nó một con là có hơn 2 kg thôi, hơn 2 kg thôi, nên là thịt nó vẫn chưa nhiều đâu. Nói chung là chắc là mình sẽ thả thôi, bây giờ mình sẽ thả nha mọi người. Đây nha mọi người, mình đã cởi cái bao ra rồi nha. Rồi giờ mình sẽ thả nó nha, cho nó đi nha, đi ở đây để cho nó mà bắt chuột ở đây. Rồi đi đi. Hôm nay là tao ăn chay nên tao cũng không muốn ăn mày. Không muốn đi luôn này. Mấy cái này là nó dính, nhưng mà nó dính cái đầu mấy cái ngón tay nó thôi mọi người, nên là nó bị thương nhẹ lắm. Rồi một con nó chạy đi nha. Rồi đây con thứ hai này. Con thứ hai này không muốn đi luôn. Đấy, đi rồi nha. Đây. Đi ra kia rồi nha mọi người. Đấy, mình thả hết 2 con rồi nha. Rồi, giờ mình cũng dừng video tại đây nha mọi người. Mình muốn đi đặt bẫy chồn, bẫy thỏ để mà kiếm mấy cái đồ ăn đấy. Nhưng mà lấy dính mấy con này thì thôi, cái này bỏ qua. Nếu nó lớn tầm 4-5 kg á, thì mình bắt làm thịt cũng được, chứ đây nó nhỏ quá mọi người. Rồi, giờ mình dừng video tại đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của mình nha.